Đây có cái lên cho nó thở. Cái xin kia sang rồi. Anh, con này lên cho nó thở, nó chết con mất. Có khoảng 2-3 con đang hiện tượng. Để lấy tí đấy, nằm đấy. Có đấy. Đây là nó bị nào ấy? Nấm màng để tí nữa bắt đi lên phủ kiểm tra. Nấm màng. Rồi. Chạy đến cái nhà hỏi xem lấy ra dầu ăn không? Dầu ăn. Dầu ăn. Lấy một ít thôi, dùng gì nhiều đâu. Tôi vào cái chai đấy à. Đây ở trong xe anh có cái chai nước bỏ ấy. Tiêm thì nó hỏi. Là bắt những cái con cá yếu lên để tiêm. Bác sĩ khám. Không hút, không bắt được. Không có sợ hai ông chị ấy. Không có sợ hai ông chị ấy. Bây giờ phải ngửi kia. Thôi thì mình chỉ xem mang thôi chứ. Em thường phải mổ ra. Thật. Có phải mổ ra xem đường ruột không anh? Chính là tí em chỉ bổ ra xem xong lấy món. Xong rồi tối có lên riêng. Chung lấy dao thớt ra. Em thử anh mổ đi, em thấy bao quả thịt. Lượng đi mua cho anh ít dưa. Lúc mà tại vì cái này nó thuốc nó trên này là nó rất nhiều, nó có dầu ấy. Thì em phải lắc đều lên cho cái thuốc ở dưới này nó ấy hết đi. Được đấy. Anh cái hử. Bảo vệ nó hay tiêm chó, kia sẽ tiêm cá rồi. Không tiêm, ngay ở trên này đâu, ngay ở trên cá. Trộn vào đây cho nó ăn. Ăn trộn là nó ăn, nhưng mà nó sẽ cho nó khỏe. Nhưng mà nó không lên ăn cả. Con nào ăn được thì ăn. Anh Khánh ạ, bọn anh này đang hỏi là cái tại sao cả ông cá trắng màu kia. Thế anh để lại cho em gửi cái này. Thì cái này không em cứ để lên tiền nhé. Cứ thế em xịt vào đây nhé. Không em xịt vào đây. À cái đấy là chỉ để đo lượng ở đây này. Cái dầu ăn á. Cái dầu ăn thì em cho một tí. Cái ngon hơn. Ngon hơn thì để cho nó dính cái thuốc này với cả cái ấy này vào. Dính cái thuốc này vào cái thức ăn nó ấy. Lúc mình thả xuống thì nó khỏi, nó ăn vào mồm nó khỏi ấy ra. Hết rồi. Giờ em đi nó đặt vào đá. Ôi, cái đấy mình tay mà chặt cái kẹo. Lúc nãy vừa khô vừa. Cứ để đấy tí nữa, để cho cá ấy ấy nó bắt con thì con kia lên không? Lấy cái vợt to đấy. Lấy cái vợt to hả? Em bắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mới để được. Lấy một cái vật của lao đệ kìa. Thôi lấy một cái cũng được. Cái lá ra hả? À, đi đòi nợ đúng không? Đúng. Cậu vẫn khỏe lượng vẫn khỏe mà, nhưng mà nó làm yếu à, nó sống mà chết thì nó bơi đi. Không chưa khỏe còn đã. Thối tinh nhỉ, tay hơn thật đấy. Chúng giữ cho anh chung. Giữ cho anh này. Nhiều hôm anh thấy nhiều. Con này em cũng nhặt màu đi mang. Như vậy con như vậy. Con ông ấy. Đây là đây là. Ôi. Sao anh biết con được đấy? Vừa bảo đấy. Ôi phê rồi. Đúng. Đây đây đây. Này kìa. Ăn rồi. Nghĩ rồi. Tắt rồi. Tắt rồi. Đây là. Đỏ nữa. Đỏ nữa. Ui đỏ á. Nó rực luôn. Con này đẹp đấy nhỉ. Ừ. Phải cho con này được. Con này là một cặp lấy sau này. Con này đỏ hết cả chậu luôn đó nhỉ. Con đỏ này đúng ngay con kia. Con kia là một cặp lấy sau ấy. Nhìn con đọc ánh nhìn cái chết là hết một cái. Con đỏ đẹp nhờ. Ừ, nhìn con đọc ánh nhìn cái chết. Không, con đọc ánh mấy ông trước đẹp lắm đấy, nó bị bệnh, nó thế đấy. Tắt tắt ông anh cái kia nhá. Nhìn ở trên đầu. Đầu nó đây, đầu nó bị nấm lại kiểu loang loang nó này. Con này con đỏ đâu? Con đỏ. Chết thế nào? Tung mê. Con đỏ này, nhìn đầu nó bị thế nào này? Này. Nó kiểu đây này này. Đẹp nhờ con đỏ. Ê, không có cầu xuống nước này. Rực luôn. Ngửa bụng. Ấy, ngửa bụng thì để cho nó lên. Lên thì ai biết được đấy. Thuốc mê đã ngầm tác dụng rồi. Con này vào đầu tiên gây mê luôn. Thế nó tả xuống, nó rơi thẳng xuống đáy rồi, như cả chết rồi. Cầm cái mang. Ồ, mang đó này. Đúng rồi. Mang trắng hết này. Ôi, anh thấy anh ơi. Mang trắng hết này. Cháu thử bắt. Nấm mang luôn rồi. Ôi. Tí thử bắt một con khỏe xem. Xem mấy con là thuộc tí kiểm tra con nào. Tí nó ngửa lên nhìn rồi. Ôi con này nặng nhất, thảo nào nó nằm đáy rồi. Tí thử bắt một con khỏe. Nó mang kìa. Nó nằm im bất động rồi. Con này bắt đầu xong. Con này tí này. Ai không mê thì mê là thế. Cái gì gọi cái cửa ra đây.
chê. Con này cái ấy mới này. Đây là cái vảy mới của nó này. Vâng, chắc chắc nó chắc đấy. Nó chắc. Con này đi phải mang ở đây. Tiêm bằng nách. Anh phải vớt tất cả cá lên xem. Vẫn mê, cụ vẫn đang phê thuốc. Sốc. Có liều, có liều. Con này đẹp thật. Đang chích tình. Thôi, dở rồi. Mang nấm kinh điển mà, nhiều lắm. Trắng à. Nước đầu mà. Cứ nhấc lên, nhấc xuống, nhấc lên. Cứ mạnh mạnh tay vào, cho nó sướng. Đừng cho lên hẳn. Hé, hé, hé. Con này bụng mang trên siêu đi. Anh xem mang dưới. Nó rất bụng dưới. Con này cũng ngon. Em muốn đặt đầu. Như hơi nó tình trạng đấy. Chứ chứa mai cũng như tình trạng. Đầu ven rồi đấy. Hơi lòi đấy. Ghi mai ấy, ghi mai này. Gực gực, nó ngồi thua lên. Ôi trời, tôi cá rúng này rồi lại phải. Thái ơi. Em bắt một anh con vàng kia lên. Vàng to. Em phải con vàng to. Đấy vừa to đấy. Cứ gợt một hai con lên kiểm tra. Được vào kia lão. Có ba cái mà. Bắt con nào được anh? Bắt con vàng to này. Bắt con vàng to chứ. Thôi đây, đây, đây nước thẳng. Cái này hải không? Đây, con to bên này. Đấy, cửa ơi. Đấy, thằng này đấy. Sao tụi em hải? Con này to nhất à? Con rõ nhất luôn. Chứ mà thắng chứ mà. Con rõ lên luôn. Ừ, thấp. Ăn rồi, ăn rồi. Chuyên nghiệp hết đấy. Này, đi bắt cá trộm nhỉ. Nghiêm nghệ nhất. Đất đấy. Vàng ống. Cậu Cường ơi, cậu thấy chưa? Cậu vàng này. Cậu vàng. Cậu vàng này cho bao nhiêu xem nhỉ? Ui, đọc kia. Đọc kia. Đây rồi, cho xoay mượn cái vợt to đấy. Vợt này to. Vợt mất người. Nhìn lúc ngoài nhỉ. Cậu cả trong gia phả. Cái đầu trên. Cá nồi cũng cả. Thế đi anh. Trời ơi, tí thuốc quá. Khơi anh, cái xuống đây bác thắng. Con này chuyên ra húc đầu lên đời. Đây là chút hoa nó thả. Cái này là quần theo hồn. Đá là gì? Nó như mày kiểu mình ngủ tí là dậy rồi. Bây giờ đấy là nên. Bằng áo nhỉ. Anh ơi, nó ngủ anh ơi. Ngủ chưa? Ngủ rồi. Ngủ thật chưa? Thấy cậu bắt đầu phê thuốc rồi. Cậu đang phê lắm. Phê à? Vàng này như gì này? Ngửa lên là phê không à? Không sao. Không sao à? Con này khỏe lắm. Không sao một lần, cái này không sao nhiều đây. Ui! Nóng nhỉ? Đẹp không? Đây, bắt một chiếc thắng thử. Ê, thắng cầm cái kia nó trôi không? Cái này, cái này đấy. Cứ thế là được. Bắt đầu, cầm mũi đầu như này. Cái này.
con vàng kia phát nào. Con trơn này. Bây giờ nhìn nó còn nhạt màu. Con vàng bé bé ở đây con đỏ. Đây dưới gầm này anh ạ. Con vàng bé hay con vàng to? Con to ở dưới cả. Đây. Hai con vàng anh tiêm con này. Con này. Con vàng này, con vàng này. Không, nó bị dập em ạ. Con này. Đấy là bị dập. Anh tiêm nó phát. Vừa cháy nhá. Hôm nọ anh kiểm tra rồi, vừa không tiêm kìa anh sang rồi. Hôm mang ấy sang em á. Mẹ hôm đấy ông người Nhật ông cứ bảo là sao Hằng Dũng không ở nhà. Ok, lấy đủ. Nó con này bị nấm cả kia đuôi. Không phải nó bị dập. Không bắt cũng không bắt đấy. Con vật em ơi. Cậu khỏe quá. Được chưa? Lấy chưa? Đấy. Thôi rồi, ăn rồi, chú chú mây rồi. Dưới. Ăn rồi, vợ ơi. Chú. Ôi, mất chứ nhỉ. Ôi, thì nó đi làm bao nhiêu thời gian rồi. Chị ăn đến bắt đầu sắp bỏ nghề, mấy thế, mấy này thôi, quay này thôi. Mấy mọng bẩn như mõi. Cái kiểu đấy. Bác cáo kia hả? Cái này chín bao nhiêu? Ủa, quên không có anh. Có phải chay nước không anh nhỉ? Hay em cá bò. Ngày trước cứ chê nó là cá bò đấy. Bắt này vào đi. Nó to, nó khỏe, đẹp. Đẹp nhỉ? Cái con này anh nhỉ? Vậy nó có cái gì cơ? Nào, ui, sơn. Ngày trước con này còn sống hơn con này cơ. Ngày trước toàn kiếm chê, nó rút thằng nào cũng chê. Như con cá bò. Quay chóng mặt. Dạ. Nóng mà. Ăn được không? Vừa khen xong. Run gì? Con này có vị mang không anh? Cái nạp đủ điện vào là đơn giản. Uống 1 lít cho thêm lít nữa cho đã. Uống 1 lít rồi đi chợ tôi mua hẳn cho 1 lít rưỡi hoặc là 2 lít. Nếu mà mình nặng quá thì cho lên kia, để mai lại tiêm, người kia lại tiêm. Mà không được. Mà này không bị gì. Con nặng nhất là trời. Nặng thì cho lên kia thôi. Để nó yếu. Con này kéo chốc bảy. Những con này mà nó không được gì thì không được gì. Không được gì thì. Lấy ôm con này về chụp ảnh cho anh gửi lên sang Nhật xem tay có giống tay người Nhật không. Cái tiền một pha đây. Thằng rồi. Thằng giọt ngang người á. Cái nhau cũng đoạn này quá. À, không được. Tôi phải to nhỉ? Cứ nhắc lên xuống, nhắc lên xuống, nó càng động, nó càng nhanh. Chín rồi. Cho anh lấy nhỉ? Thế anh cầm lấy cho anh nhìn. 5.000. Cái gì? Em gì? Ăn đùa. Anh thiếu tiền mua cà chua. Cái gì đấy? Cho anh 10.000 dưa chua. Với anh thì là 8.000.
8.000 dưa chua cộng 2 quả cà chua. Anh hành thì là. Ờ hành thì là. Đây. Ông hai con ở trong nữa kìa. 20-30 triệu không ăn thử miếng à? Gì à? Dưa hành thì là. Dưa chua. Cà chua. Hành thì là cà chua. Anh đưa 10.000 là sao anh mua đủ cà chua? Có 10.000 là sao anh mua đủ thôi. Đấy. Cũng chậm nhiều. Ôi cho nước nó bị nào đây? Đâu nước ở thuốc. Giờ bắt đầu khám nghiệm cá này anh em nhé. Đi mua dưa rồi. Dưa và các thứ được. Chẳng nhẽ 30-40 triệu không được miếng nào. Thử miếng. À. Nó lại không phải đánh vảy. Đánh được vảy. Không muốn phải đánh vảy. Nó nấm mang nó chết này. Con này siêu nặng mới chết. Đó, bây giờ xem bụng nó cái gì không nhá. Bắt đầu xem ruột nó có bị gì không nhá, nhặt răng lên cho ăn rồi xuống. Cây mà. Cái xin đôi ấy. Anh mấy tỷ ấy. Vậy cá này dày mình ạ. Trứng này. Ôi, có trứng rồi. Chừa rồi. Ở sau nó không để. Có để nhưng mà nó không sống được. Đúng không? Ai bảo không sống. Sống đi. Thả ra ao xuống. Ô, thế trứng cho để cho nó có ra cả con không anh? Nó dậy xong rồi lại phải lọc hết này. Ui thế thì mai sau nhà mình để thì thôi rồi. Ui dồi ôi. Đau nhiễm bệnh học hết. Nó anh bảo cường lên cá cái gì nữa. Bớt lại, bớt học hết lại. Không, nó để mà không thấy nước ấy. Dưa mà không có trứng thì nó làm bẩn hồ. Lòng này chắc chả bị gì đâu anh nhỉ. Thử bối ra, chắc chắc chắc. Nó tàn cá mà chẳng. Thử cái bị nóng ruột được chưa nha. Nó bị nầy chắc vài hôm rồi nó không ăn ruột sạch không được làm. Có quả cái nước vào mồm. À thế à? Đâu, đâu, đâu. Đang lấy, đang lấy. Con này ăn như thế này. Đang lấy rồi, đang lấy rồi, đang lấy. Đấy, ném vào thẳng đây này anh. Ô, vết cả lưng lên. Chi phân nhìn này. Ăn nó có sao giòn sợt sợt không nhỉ? Chắc là uy hiếp rồi. Chắc là không con này đó. Con này phải rồi đấy mua được khoảng tầm 5 con cua hoàng đế anh nhỉ. Nó phải nếu mà ở tay Dũng có khi còn không mua được ấy. Đúng không? Tại vì nó không bán này. À. Nếu ở tay anh thì nó cũng tầm đấy. Năm tay Dũng thì ở tay Dũng thì nó hạt trứng của nó to nhỉ anh nhỉ. Ui sạch này, ruột sạch có cái gì thì to hết. Cám toàn cám ngon mà. Cám mà thế toàn trăm mấy một cân thì toàn cảm chưa ăn cảm được cái gì bỏ mũi mật thôi anh. Cả con này có cám riêng đúng không? Cám đấy, cám đấy. Cám mà anh đưa cho em đấy á. Ừ. Nó có nhiều loại cám, đấy là cám thường, nó có loại đắt. Cám của em cám đắt nào? Không, cái loại mà đợt tăng màu á. Thôi ok, chúc mừng ăn nhầm. Chia buồn đấy, mau đấy làm lon chia buồn nhỉ. Đau họng. Đau họng à? Ui giời. À. Bà nào không uống đâu. Không uống, hôm nay buồn à? Bà nào buồn, cá chết buồn. À, báo đây. Ờ, thế thì Cường khỏi dạ dày rồi mà lại uống bia rồi. Từ bà. Hôm bà cho cháu hai lọ đấy uống hết lọ là lại uống bia tẹt. À, nhưng mà dạo này đang bị cái không biết nó đau kiểu gì ấy, mấy cái khớp này là nó kiểu hay nhức ấy, hay là do thời tiết? Đấy, đau dây thần kinh ấy, đau nhức xương khớp thì bên bà có thuốc. Có thuốc đun nước uống này, lại có cao ăn này, có rượu xoa bóp là khỏi luôn. Thì làm luôn đi. Bà đây bà cho xem. Đây. Làm luôn. Để uống mà thì khỏi. Cứ phải làm luôn không tí nữa lại quên. Đây nhé, cháu này cứ đun nước mà uống nhé. Đây. Cái thuốc này là cứ một ngày hai ngày một gói này. Đun nước uống này nó đào thải chất độc tố ở trong người ra để nó lưu thông đường mạch máu đấy, nó bị chèn ép đấy. Một ngày là uống bao nhiêu? Hai ngày một gói, một ngày là uống tầm 1.5 lít nước. À. Đun sôi uống thay nước lọc hàng ngày đấy, cái này. Nhiều thế này á? Mới lại 3 lạng cao này.
Đấy, cái này cao này, một là cao này là cô bà làm toàn hoàn toàn bằng thuốc nam. Nếu mà nó đắng thì cháu về cháu ngâm với rượu hoặc là cho một tí mật ong vào. Đây là ba cái này. Ôi, là cháu một toàn chơi thẳng rồi. Với một chai rượu xoa bóp đây, thế là khỏi, ok luôn, không phải lo đâu. Nói chung là mình có bệnh cứ phải chữa từ đầu luôn mọi người ạ, không đến lúc bệnh nặng là chết. Cứ phải thỉnh thoảng chăm lên nhà Mao Đệ xin thuốc. Đây, rượu xoa bóp đây, thế này là khỏi thôi. Ai bỏ mà rượu đi, uống dạ dày khỏi rồi thì... Khỏi rồi lại uống rượu tiếp. Uống rượu. Bây giờ phải chịu ai khó mà uống đang xương khớp hay là chấm bị thì cứ liên hệ cho mẹ Mao Đệ cho mọi người nhá. Số điện thoại là 0978 297 312 nhé. Không thì số 0972 725820. Đấy, có hai số đấy, liên hệ với mẹ Mao Đệ nhé. Mẹ Mao Đệ làm thuốc nam gia truyền từ thời rất là lâu rồi nhé mọi người nhé. Cứ lấy thuốc bên nhà Mao Đệ thì yên tâm, đấy là toàn thuốc, hoàn toàn là thuốc nam. Còn thuốc gì không, các còn bạn nhà bà là nhiều... còn nhiều loại thuốc luôn. Thuốc trĩ, thuốc khớp, thuốc dạ dày, thuốc hiếm muộn con, thuốc yếu tinh trùng đây. Đấy. Bổ thận tráng dương đây là đấy, cho các anh con trai ngâm rượu đây nhá. Cái loại này bà cho cháu một hộp thôi chứ. Đấy. Vừa lại. Cái này ngâm rượu mình ba... nó giải độc. Ba đứa mất rồi. Đấy, vừa hôm nọ, vừa hôm qua có tin vui. Có cả xoan, xiếc này. Đây đủ, dạ dày, hiếm muộn con, yếu tinh trùng nhà. Cứ liên hệ đến số điện thoại 0978 297 312 hoặc là 0972 725820. Thế là liên lạc mẹ Mao Đệ là được nhé. Bà có cái thuốc gì mà để con gái không? Không. Biết tỉ đấy, bà chỉ biết tỉ được. Đây này, đây là thuốc trĩ này. Nói chung là chỉ có thuốc hiếm muộn con. Đây là thuốc gì nhỉ? Đây, cháu uống, tại cháu uống cái này đấy. Đấy, thì lòi ra thằng nữa. Không biết thằng nữa. Một đội bóng càng tốt sao? Mình hai thằng cu rồi, vừa hôm qua là lại nhận một tin tốt vui quá nữa. Tốt quá rồi còn gì nữa. Nhưng mà cháu đang muốn bóc cái thuốc. Thế dạo trước này bảo là yếu ai mà uống cái này nhiều vào lại. Bây giờ phải thuốc để con gái. Con gái, con trai, con nào cũng là con. Biết là con nào cũng là con rồi nhưng mà đang thích con gái. Thôi ok, cứ lên mỗi hôm lên là làm một cái. Cứ chịu khó uống cái này, thay nước lọc hàng ngày nhé. Cứ về đun đi, đun sôi khoảng 5 phút đến 10 phút là uống. Đấy. Còn cao kia là cháu ngâm mấy lại một lít rượu, mấy lại cho mật ong vào cho nó ngọt ngọt, cho nó dễ uống. Mấy lại cái chai kia thì cho gì, cho rượu hoặc là xoa bóp, thế thôi là khỏi. Tí cháu uống rượu xong cháu hỏi tiếp. À, bà nhắn tin cho cháu quên mất. Số điện thoại của bà này có gì thì ở trong thuốc của bà, cái chai rượu xoa bóp này của bà cũng có số điện thoại, mà cái miếng cao này của bà cũng cái, có số cái điện thoại. Cái này ngâm rượu là bao lâu? Ngâm rượu xoa bóp khoảng tầm 5 ngày đến 10 ngày quay lại là này. Bà nghiền rồi này, nghiền nát rồi này. Đấy, cần cái này này. Trong này có số điện thoại hết của bà. Bao nhiêu vị thuốc này? Nhiều lắm, rất nhiều vị ở trong đấy. Cứ xoa bóp, đau từ vai gáy này là xoa bóp từ vai gáy này ra, xoa bóp xuống miếng chân này là khỏi. Rồi ok, bây giờ sẽ cái phần đấy về mình sẽ trình bày xong. Bây giờ sẽ tiến hành giải phẫu em cá coi 35 củ này. Trị giá của nó sẽ ngang độ tầm vài con cua, gần chục con cua hàng đế đó mọi người nhá. Rồi, ôi, 35 củ. Sật sật như chép giòn không. Ngày trước ăn là chưa thực sự là được ăn cá coi hẳn đâu nhá. Hôm nay chờ mãi 2 năm mới Mao Đệ mới chết cá. Lúc nãy đang định chôn mày là anh thịt cá coi của mày, nhưng mà thôi. Sợ Mao Đệ nó về nó thấy mình thịt cá coi của nó chắc chết đấy. Phải gọi ngay bác sĩ đến. Ai da, con này thịt, con này cũng tươi đấy, tươi đấy. Mặn, sót à, 35 triệu con này. Đấy là, cái giá gọi là giá hữu nghị. Anh em 35 triệu đấy. Còn chưa tính tiền thức ăn của nó. Không, năm củ rồi. Nhìn gấp năm củ. Ôi, săn như kiểu cá chép giòn đấy nhỉ? Cá chép giòn luôn. Công người nó đã giòn, cứng đơ. Cứng luôn này. Kéo, có kéo mà. Kéo vừa đến đâu ấy. Đó, Vương túng rồi đấy. Cháu thì chưa ăn con kiếm mình. Hai con này chết rồi nó đấy. Ôi, con này ngon đấy. Giống chép giòn không nó. Chép giòn đấy, chú luôn. Chép là không giòn đâu, không giòn đấy. Đây, cái này cắt ra. 2-1-5 rồi. 5 phút, rất là ngon. Những miếng ở đây là... Ôi. Con cá này ngon đấy, dai đấy. Dai nhá. Lâu lắm rồi. Hơn 1 tuổi rưỡi rồi. Con này là con mua đầu tiên. Mua từ lúc đầu ấy. Từ lúc làm bể đấy.
nghe giòn đấy. Ngày mua đã mười mấy triệu rồi cơ mà, lúc nó bé bằng hai ngón tay, ba ngón tay đã mười mấy triệu rồi. Mày cứ ăn xem mặn hay chán. Chán lắm đấy. Chán thì chưa. Ăn chán. Mình chắc là mình là thấy ngon mà đệ là thấy mặn. Ôi, cá có trứng à? Chỗ này mà đổi thành 5-6 con cua hàng đế thì ngon nha. Anh trai cháu gì á? Hả? Anh trai cháu gì á? Dạ. Mặn quá. Ôi, mặn thêm nước, thêm nước. Đúng rồi. Tôi lấy thêm ít nước. Cá này nó mạnh. Cá. Không phải đâu mà. Ý Mao Đệ bảo mặn là sót. Đắt. Sót rồi. Chà. Thôi. Mới ăn mới ngủ. Người chó sẽ chết. Người cá đã chết. Hôm qua vừa chết một con chó rồi nhỉ? Hôm nay lại chết đàn cá. Hôm qua là chó săn rắn cắn, rắn cắn chết. Bị rắn nó cắn chết. Vâng, đấy nha mọi người nhá, miếng cá coi. Mời cả nhà nhá. Rồi, mời mọi người nhá. Ăn không để tiết vị. Giòn không? Không giòn. Sao cắt nó giòn đấy nhỉ? Ừ, chắc lúc đấy nó sống. Thì lâu quá nhỉ? Không giòn đâu. Giòn, cá chép giòn thì nó giòn ngay. Bở cực à? Bở. Nó chẳng ngon bằng cá chép tạ. Ừ. Cũng ngang ngang. Ngon bằng. Nhìn ngang ngang cái chép công nghiệp mà hay câu được ạ. À, nó đây. Cái cá này có trứng nhỉ? Có hả? Không biết mọi người được thử cái cá chép con này chưa, nhưng mà riêng mình thì ai được ăn bao giờ? Môi miệng đang căng nhỉ. Mình cũng phải chờ đợi khoảng tầm năm rưỡi năm rồi mới được nếm thử cá coi của Mao Đệ. Ăn đi ăn rớt nước mắt. Rớt nước mắt ạ. Con này đẹp đến lúc sống, lúc chết, nhưng mà màu vẫn thế này. Nhột đến lúc sống đẹp lắm. Còn lo, bây giờ lo nhất là cái đàn đang ở dưới kia mà. Và hai cái con, mấy con tiêm thuốc hôm nay. Và tức là nó đã bị bệnh rồi mọi người ạ. Bị nấm mang rồi. Hai con ở trên thì bị nặng, có thể theo dõi. Nói chung là nuôi cái cá coi này rất là hên xui và đẹp. Căn bản là như anh em mình nuôi là cũng chỉ để cho đẹp thôi, chứ không kinh doanh. Thế thật ra kinh doanh, nếu mà kinh doanh bây giờ thì cá coi là mất được tiền tỷ rồi đấy. Nó ít mới rồi mà. Mặn đấy. Mặn ăn ghê. Con vàng vàng, con vàng vàng thì 120 triệu. Con to nhất. 150 triệu. Một năm nó lên hơn 100 triệu. Nhưng mà tiền cám này, với tiền điện này, mỗi tháng sẽ mất cho nó khoảng tầm 5 triệu tiền cám với tiền điện. Không đến đấy thì mình cứ tính như thế, một năm thì sẽ rơi vào độ tầm 60 triệu đi, 50 triệu đi một tháng. Thì nhà mình nuôi riêng một cái con vàng vàng đấy, bán 3 triệu tiền điện đấy, nhà bên kia đấy, hai nhà là hết hơn 6 triệu đấy, nhà này với nhà bên kia là hết hơn 6 triệu đấy. Cho cái tính vo tròn, nó lại vào dùng nhiều thứ nữa. Tính vo tròn, một năm mất 50 triệu tiền điện với tiền cám. Nuôi đúng một con vàng vàng đấy là bán con vàng vàng đấy đi, bây giờ được 120 triệu, lãi 70 triệu. Lãi 70 triệu là lãi là trừ tiền điện thì lãi 20 triệu thì riêng một con đấy. Thế là Mao Đệ nó làm kinh tế kinh không?